Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin test một thiết bị, đó là một chiếc máy lâm tiếng PB882i. Thì chiếc máy này em test cho bác Lê Văn Quang, bác ở Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đuôi số điện thoại là 8812 các bác nhé. Thì bác có đặt hàng bên em là một chiếc máy lâm tiếng PB882i. Bên em loại này cam kết là hàng đắt tiền và hàng chuẩn các bác nhé, đắt tiền và hàng chuẩn của máy lâm tiếng PB. Trên thị trường thì có rất nhiều loại máy lâm tiếng, nhưng theo em thấy thì chưa có một chiếc máy lâm tiếng nào có thể lâm tiếng tốt và hay như con PB này. Theo em cảm thấy vậy, tiếng chét của nó lâm lên thì nó không bị xé các bác nhé, tiếng bát thì đánh rất lực luôn. Hiện tại thì em đang đang kết nối và đánh với một chiếc một đôi loa PB 2000 hàng loại một Trung Quốc các bác nhá. Thì đây là một chiếc máy lâm tiếng em test trước khi gửi hàng cho bác. Thì đây các bác có thể xem nhìn vào này, ao các bác nhá. Các bác có thấy tiếng tối hẳn rồi không? Ấn in này đấy, tiếng bát tiếng chép nó lên rất là lực và róc rách các bác nhá. Các bác có thể thấy ao này đấy, anh đã tìm xa chiến trường. Các bác có thể thấy lần chép này con mình ngày đó tháng chưa cho bát này anh đặt tên chúng mình rất lực luôn các bác nhá. Tiếng chép thì không bị xé động hay chưa thì các bác có thể xem qua bên trong của nó. Đây là hàng chuẩn và hàng đắt tiền các bác nhé, không như mấy cái dòng rẻ tiền trên thị trường có rất nhiều người bán. Các bác có thể xem qua nội thất PBA sau model là 882 model 882 các bác nhé. Đấy, tất cả các cái tung chở của nó đều có ký hiệu hết các bác nhé, tất cả tung chở đều có ký hiệu hết. Buồn. Các bác có thể xem qua bên mạch của nó một lần. Hàng đắt tiền. Mùa xuân này không. Biến áp thì được bọc chống nhiễu các bác nhé. Đấy, chống nhiễu luôn. Bọc rất cẩn thận và rất đẹp. Bên mạch thì rất là khôn. Các bác có thể nghe. Bây giờ em thử từng kênh cho bác nhá, từng kênh này, đang đánh kênh bên phải, lần bát này, đấy, bát, chép này, ngày đó anh là kênh thứ hai, kênh B thì là bình thường các bác nhá, hiện tại em chuyển sang kênh 1 này, đang đánh qua bên này các bác nhá, ngoài bát này, chép này. Vậy là hai cây bình thường, hai cây bình thường hoạt động bình thường các bác nhá. Ao này, tiếng tối hẳn luôn, nhìn các bác nhá. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em 0357 159 622, 0943 687 690, hoặc các bác có thể vào trực tiếp website Thằng Cao Audio. Trong đó em có rất nhiều các bộ dàn và rất nhiều các thiết bị xử lý và van bích lọc xì. Thì các bác có thể đặt hàng trực tiếp trên website. Thì cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt hàng bên em. Bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi hàng cho bác đây ạ. Xin chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.